Hôm nay mình đi chợ mua rau, mua thịt, mua xúc xích nha. Để quay cho các bạn xem họ bán ở đây giá như thế nào. Đây là trên là 10 bát. Lòng bò, giá rô phi 80 bát một con to nha. Con cua này 200 một ký này, cua đồng 200 một ký nha. Cá rô phi này một con thì 80 bát, con to, con to nhỏ thì 50 bát. Này người ta đang xây lại cái khu chợ này các bạn. Khi nào xây xong thì lại còn có nhiều cửa hàng. Chỗ này thì bán mực rẻ lắm các bạn nhé. Hôm nay chắc mình mua tầm cái này thôi. Ok. Tôm ở đây bán hầu như là cái chỗ nào nó bán hết các bạn. Hôm nay mình không muốn ăn lòng bò, ăn là để nó ngán rồi. Hôm nay mình vừa mới mua một cái cây quay phim của mình xong nha các bạn. Đó.
về. Xin chào các bạn nha, mình mua cái cây quay phim này, giá của nó là 69 baht nha. Còn xúc xích này 110 mấy baht, chanh thì 15 baht nha. Còn rau mình mua rau, mua hành lá thôi thì mất là 60 baht nữa. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem này.